Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tan tham sân hận. Ánh đạo hằng mong tiến đến giờ. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dìu lòng son. Theo gương lành sáng soi mười Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tan tham sân hận. Ánh đạo hằng mong tiến đến giờ. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dìu lòng son. Thầy là con thuyền thánh lương, đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hạnh nguyện pháp vương, treo gương lành sáng soi mười phương. Thầy là con thuyền thánh lương, đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hạnh nguyện pháp vương, treo gương lành sáng soi mười phương. Giờ này hiện diện với quý vị trưởng đã dẫn thân đến đây để trải lòng từ đến toàn thể thiền đường đại chúng. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh với trưởng đạo hiệu Thượng Dư Hạ Minh sẽ tuyên đọc bức tâm thư của vị trưởng chứng minh thường trực phân ban biên giới trung ương gửi đến toàn thể đại chúng tại chư thiền viện quan. Tôi thật sự hoan hỷ vì điều kiện cả thế giới và đất nước đang gặp nhiều khó khăn, chư ni trên cả nước ta vẫn quyết tâm tu tập và phụng sự với những hạnh thành tựu thật đáng khích lệ. Đặc biệt là trong cả công tác từ thiện xã hội trên mọi miền tổ quốc đi giới đã được thực hành lời Phật dạy. Trong kinh Pháp Hoa, Phật tử từ tâm, ai tu tập từ tâm vô lượng thường tức niệm, các kiến sư yếu dần thấy được ký sinh diệt với tâm không ác độc từ bằng mọi chúng sinh. Do vậy vị ấy thành bậc thuần nhất chỉ thiền, bậc kéo tu từ tâm. Nay mùa an cư thiền hạ lại về, các vị hãy lấy giới hạnh và từ tâm mà chuyển hóa tập khí bên trong nội tâm của chính mình. Cầu nguyện ông Ngân Tâm bảo gia hộ độ trì cho toàn thể các hàng trường trong cả nước đến là quý vị trưởng chứng minh bộ phận phân ban đi giữa các tỉnh thành.
kế đến là ban chức sự hạ đường và toàn thể hành giả ăn cư một mùa hạ thân tâm thường đảm tinh thần tu tập để chuyển hóa các tội nghiệp nội tâm, giúp các hành giả sớm đưa tâm phạm hồ hoàn nguyên, và đó chính là cái tâm thanh tịnh vô sản có của chúng ta. Xin gửi lại đây lời chào tinh thần thấu hiểu và yêu thương, kính chúc một mùa hạ thành tựu và viên mãn tâm nguyện trong chánh pháp. Thay mặt thường trực ban chứng minh phân ban ni giới trung ương, trưởng ban ni trưởng Thích Nữ Tình Nguyện, chúng con xin tin vào phụng hạnh lễ. Vào ngày 30 của tháng 4, tháng 5, tháng 6, tham dự
giờ lễ quá đường tập thể tại chùa trụ sở tỉnh hộ giáo hội của các huyện thị và tổng giới tại trú xứ Ni. Ngày rằm của tháng 5, tháng 6, chư Ni ở thành phố Cam Ranh, huyện Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh quá đường tập thể và tổng giới tại trú xứ Ni. Tuy các trú xứ không tập trung một từ một đường hạ chính để tu học vì nhiều lý do phương tiện, địa thế sinh hoạt còn yếu hẹp, không mấy rộng rãi thuận lợi. Nhưng Ni giới Khánh Hòa vẫn duy trì theo truyền thống mỗi huyện thị thành đều tổ chức một điểm trường hạ tập trung cho chư Ni trên tinh thần chung gắn kết tinh tấn tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ, phúc niệm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Tại thành phố Nha Trang rằm tháng 5 và tháng 6, chư Ni Khánh Hòa thường giám đột giảng dạy các pháp yếm ma yếm chỉ cho chư Ni đàn hậu học. Chúng con rất mong muốn có những lớp học yếm ma yếm chỉ chuyên sâu được mở dạy cho Ni chung tại Khánh Hòa. 2. Tham gia các học sự chung của giáo hội. Ni giới Khánh Hòa có 8 vị ni trưởng chứng minh và 25 vị là ủy viên ban trị sự tỉnh giáo hội, ủy viên ban trị sự các huyện thị và trong các ban như phong ban ni giới, ban hoàn pháp, ban giáo dục tăng ni, ban văn hóa, ban từ thiện, ban Phật giáo quốc tế thuộc các tỉnh thành thị huyện đều có chư ni tham gia hoạt động tích cực. Chư ni đại diện phong ban ni giới tham gia đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bình Phước tham dự lớp bồi dưỡng luật học do phong ban ni giới trung ương tổ chức, tham dự đại lễ Phật đản và lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ Tát Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân Phật lịch 2567-2023 từ ngày 12 đến 20 tháng 4 năm Quý Mão tại chùa Long Sơn trụ sở tỉnh giáo hội. 3. Tham gia hoằng pháp và giáo dục. Hai vị ni tham gia ban hoằng pháp, một vị ni tham gia ban kiểm soát của Phật giáo của văn quan ni giới trung ương. 10 ni sư và sư cô là phó hiệu trưởng giáo thọ đường sơ trung cấp Phật học Khánh Hòa và dạy giáo lý cho lớp cư sĩ Áo Lan thành phố Nha Trang do ban hoằng pháp tỉnh tổ chức. Có 31 ni sinh hiện đang theo học trường trung cấp Phật học Khánh Hòa khóa 10 niên khóa 2022-2025 và thực hiện nếp sống hòa lục hòa tu học nội trí nội trú 100% tại cơ sở 2 đặt tại chùa Kim Sơn, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Thành phố Nha Trang có một trường mầm non Kiều Đàn ươm mầm chuẩn tử Phật cho trẻ do chư ni điều hành từ năm 2000 cho đến nay. 4. Công tác từ thiện xã hội. Thành phố Nha Trang có một lớp học tình thương tại chùa Kim Sơn, xã Vĩnh Lương và một lớp học tình thương tại chùa Lộc Thọ, Ngọc Hiệp. Một phòng chăm cứu phát thuốc từ thiện tại chùa Kim Sơn, xã Vĩnh Lương. Một phòng chăm cứu từ thiện tại chùa Cát Lâm, Diên Khánh. Có hai cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi và người già neo đơn, mái ấm Anh Đào, mái ấm Phật Bổ tại thị xã Ninh Hòa. Tại tỉnh Khánh Hòa có tất cả 7 bếp cơm từ thiện do các tự viện tỉnh xá tỉnh Thất Ni tổ chức, gồm bếp cơm xã hội từ thiện tâm của chùa Kim Sơn Nha Trang, bếp cơm từ thiện của tỉnh Thất Chân Nhân Nha Trang, bếp cơm từ thiện của chùa Phước Viên Cam Lâm, bếp cơm từ thiện của tỉnh xá Ngọc Hòa, tỉnh xá Ngọc Nghĩa Cam Ranh, bếp cơm từ thiện của chùa Tân Đức, chùa Quảng Lâm Vạn Ninh. Chương trình giúp học bổng cho các em học sinh viên nghèo. Mừng xuân mới Quý Mão năm 2023 với tình yêu thương những mảnh đời bất hạnh, Ni giới đem niềm vui lời chúc xuân quà Tết đến các bệnh nhân tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Mùa sen nở tháng tư, kính mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, chư ni phong ban Ni giới Nha Trang Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động như tổ chức gala tiệc chay mùa sen nở tháng tư,
gây quỹ thăm tặng quà cho bệnh nhân tại bệnh viện Ung Bướu và bệnh nhân nặng hậu nặng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Cho nên trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tặng quà giúp đỡ những người khó khăn, quán chay không đồng, bếp cơm chay từ thiện tại các bổn tự, giáo viên niệm Phật, tặng quà cho mọi người khiếm thị, sách vở học tập giúp trẻ tiếp bước đến trường. Cho nên Khánh Hòa luôn đồng hành tham gia công tác từ thiện thường niên của Cộng ban từ thiện tỉnh giáo hội nói chung và phân ban liên giới Khánh Hòa nói riêng. Tổng giá trị từ thiện của chương trình toàn tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2023 là 2.784.200.000 đồng. Năm phương hướng hoạt động học sự cuối năm 2023, liên giới Khánh Hòa đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm với những công tác trọng điểm như sau. Song song việc tiếp thừa những hoạt động của chư tôn đức ni tiền bối, tiếp tục tham gia thực hiện tốt các chương trình hoạt động của ban trị sự tỉnh Khánh Hòa đề ra, tiểu ban kiểm soát của văn ban ni giới thường xuyên rà soát số lượng tự viện ni và chư ni trong tỉnh để báo cáo cho ban trị sự văn ban ni giới trung ương cập nhật trên hệ thống danh bộ ni định kỳ 6 tháng một lần. Trên tinh thần hòa hợp, văn ban ni giới quan tâm động viên và sự sinh hoạt tu tập của chư ni hậu học lúc đầu bằng các độ sanh tại các tự viện tỉnh thấp ở vùng sâu vùng xa. Mùa hè chư ni trong tỉnh đã và sẽ tổ chức khóa tu mùa hè cho các em thanh thiếu niên Phật tử tại các chùa. Chư ni chùa Bảo Quang huyện Diên Khánh với chủ đề gieo hạt bồ đề. Chư ni chùa Bảo Quang huyện Cam Lâm với chủ đề tuổi trẻ hướng Phật. Chư ni chùa Lộc Thọ thành phố Nha Trang với chủ đề ươm mầm trí tuệ. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, văn ban ni giới thành phố Nha Trang tổ chức gala sự kiện về báo ân báo hiếu cha mẹ, gây quỹ thăm các đấng sinh thành lớn tuổi neo đơn, người già nghèo bệnh tại nhà và trại dưỡng lão. Chư ni tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần chia sẻ gánh nặng xã hội và chia sẻ nâng đỡ các bạn đời bất hạnh, tập bệnh nghèo khó trong cuộc sống. Sưu tầm và biên tập là cuộc đời và hành trạng của chư vị trưởng lão ni tiền bối hộ công khai sáng ni giới tại tỉnh Khánh Hòa. Hưởng ứng chủ trương của Hội đồng trị sự và Ban văn hóa Trung ương kêu gọi chư ni phân ban ni giới Trung ương và chư ni phân ban ni giới các tỉnh thành thống nhất về pháp phục tăng ni, lên kế hoạch chư ni các chùa trong tỉnh và Phật tử phụ nuôi theo đất chuẩn bị tình tài để chuẩn bị dòng cho hoạt động đăng cai tổ chức đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức ni tiền bối hộ công Phật giáo Việt Nam vào năm 2028. Trên đây là bản báo cáo sơ lược sự tu học trong mùa an cư và các hoạt động Phật sự của thế giới Khánh Hòa trong năm 2023. Chúng con xin kính trình lên chư tôn đức ni phong ban ni giới Trung ương chứng minh. Chúng con thành kính tri ân niệm ơn quý ni trưởng, quý ni sư và đại chúng đã lắng nghe. Ni giới chúng con nguyện tinh tập tu tập và cống hiến sức lực, trí lực, tài lực cho các công tác Phật sự chung và giáo hội được thành tựu. Đó cũng là cách đền ơn Tam Bảo theo tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Kính chúc quý ngài chư tôn đức ni pháp thể thân năng Phật sự viên thành, thay mặt phân ban ni giới Khánh Hòa, trưởng ban ni sư thân nữ chân toàn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung kính ngưỡng bái bạch quý ni trưởng trong ban ni giới Trung ương, cung kính ngưỡng bái bạch quý ni trưởng, quý ni sư phân ban ni giới tỉnh Khánh Hòa, quý ni trưởng, quý ni sư trong ban chức sự hạ trường, kính thưa chư tôn thiền đức ni. Trước đại hùng vũ điện, ni điền diệu quang tỉnh Khánh Hòa trang nghiêm thanh tịnh rực rỡ, được sự cho phép của quý ni trưởng trong ban ni giới Trung ương, con là Phật tử Diệu Thủy, xin đại diện chư huynh đệ xa gần
có duyên sự đầu thành tảnh lễ kính dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, kính thưa chư tôn thiền đức ni, an cư với nếp sống chung, tăng đoàn hòa hợp vui cùng bên nhau, giới định tuệ được trau dồi, hành trang có sẵn để vào thế gian. Kính bạch quý ngài, chúng con là những thiện nam tín nữ đã có thiện duyên từ nhiều đời, nên thường được theo gót của ni trưởng thường như hạ nhân trở về các trường hạ để gieo nhân lành với ba ngôi tam bảo. Giờ này đây chúng con được quỳ giữa tình y rực rỡ của quý ngài, lòng chúng con cảm thấy ấm áp lạ thường. Ông cũng là duyên lành hồi đủ muôn kiếp trùng phùng. Quý ngài là sứ giả của Như Lai nhằm duy trì nàng mạch Phật pháp, giúp tốt đời đẹp đạo phục sự nhân sinh. Quý ngài là các bậc hướng đạo sân để dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên bậc đường tu nhân giải thoát, đúng với tinh thần hương các loài hoa không bay ngược theo chiều gió, chỉ có hương người đức hạnh mới ngược gió tung bay. Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, kính thưa chư tôn thiền đức ni, nhân mùa an cư kiết hạ cộng lịch 2567 dương lịch 2023, chư tôn đức ni đang khép mình trong kỷ luật thiền môn nhằm trau dồi giới đức tôn đạo nghiệp. Chúng con càng thấy rõ hơn về trách nhiệm và bổn phận của người Phật tử tại gia với vai trò hộ trì chánh pháp để vun đắp nhân lành gặt hẳn quả an vui. Chính vì vậy, được sự chỉ đạo của quý ni trưởng trong ban phân ban ni giới trung ương, anh chị em chúng con cùng nhau chung sức chung lòng góp nhặt tịnh tài thành kính nhân cúng Phật in món pháp khí quý giá có từ khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Chúng con thành kính đem phước báu này xin nguyện cầu Phật pháp trường tồn, thiền môn hưng thịnh, đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, cha mẹ hiền tiền của chúng con được an vui hạnh phúc, bản thân toàn gia quyến của chúng con được phước thánh viên dung, đạo tâm kiên cố. Cầu nguyện cầu tổ hiền thất tổ nội ngoại song thân được siêu sanh lạc quốc, tâm hương độ nén thay lời chí thành kính ngưỡng, mong người chứng minh để hàng Phật tử chúng con được ân thiên công đức. Nam mô Ma Thị Tạng Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị của phong ban nhà núi Thắng Hòa, sáng hôm nay phong ban giới chúng tôi gặp bạn bè được đón tiếp bà Mã Phi mà đã theo con về thăm và chắc chắn trong những phút này giới chúng tôi của con thành kính đại lễ này và xin ngài cho chúng con câu lời để chúc tấn chư ni đang có mặt của tôi xin nhìn được cái mái cho chị được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni trưởng đại diện phân ban ni giới trung ương, kính bạch chư vị phân ban tại tịnh nhà, qua những lời báo cáo của vị có phần sư
chúng tôi cũng theo dõi, nhưng mà quá đầy đủ, quá hay ho, cũng không biết chém vào chỗ nào nữa. Nhưng mà chúng tôi muốn như thế này, cứ như vậy tiếp tục tiến hành, bởi vì chúng ta là một vị tỳ kheo ni, một vị Bồ Tát giới đại ni, thì chị em chúng tôi vừa rồi nghĩ thì sai lầm, nghĩa là chúng tôi từ cái lớp này mà chắc chết hết thì là ấy là rồi ràng đấy. Chúng tôi nghĩ lầm như vậy, chứ không ngờ cái lớp điều hành như thế này buông ra, cái lớp cũ buông ra mà lớp mới bắt tay làm việc làm, chứ không có cái gì là học hỏi, tìm hiểu là lớp cũ được. Thì theo ý kiến của tôi như vậy, nghĩ như vậy là phải tuyệt vời, đáng khen, đáng ca ngợi. Nhưng mà mong rằng từ đây về sau cứ tiếp tục như vậy mà tiến hành cho đến ngày cuối cùng. Là thứ nhất là chúng tôi nghe có mình có đăng ký năm nào đó ngày đại hội của phân ban thế giới, thì chúng tôi cũng nên mình cố gắng để tiến hành, dù không hay ho hơn nhưng cũng bằng người ta, với là đẹp mặt, với là lý giới tài tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi già yếu thì lời lẽ cũng có được bao nhiêu, chỉ có bấy nhiêu lời chúc ban điều hành tài tỉnh nhà tiến tới mãi mãi. Và chúng tôi cũng cúi đầu đảnh lễ ban trị sự đại diện ở các tỉnh trung ương ra thăm viếng từ nhỏ đến lớn, nhưng phải là thăm viếng mà thôi, mà có tình tài tình vật, chúng tôi rất là cảm động. Vì tuổi già sức yếu, chúng tôi năm nay thiếu có 2 tuổi đầy 100 thôi, mà chúng tôi cũng là đi bất ngờ nhờ. Chúng tôi cũng thật cầu nguyện thân ban như vậy, thật ra lòng thân gia hồ pháp giáo hội cho văn bản như vậy trung ương được dồi dào sức khỏe, để năm nào cũng ra thăm chúng tôi. Mọi màu trong đời, một khi nghe chúng tôi ra thăm cũng có vui vô cùng. Cuối đời chúc càng về thân thống được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Phật ban thế giới cho vương chúng con kính thức ngài năm đi ngài vẫn ở, kính thức ngài năm đi ngài vẫn ở, như đã kia đứng vững giữa đời xanh, như hoa nở lúc mùa xuân thì có một lần qua mai, mà như các bậc tôn trưởng ở trong tăng chúng tục trường tạo tài nhiên của chúng con, xin kính người ngoài các thầy an nhiên và thân cùng là xin chân thành kính chúc ngài vượt khỏi hơn trăm. Để khổ đau có lớn, ngài cũng lớn, và đến tất cả chương trình về cả hai cùng loại về nhau con tình ta muôn khởi, xin chân thành cảm ơn. Và đến một ngày có lẽ mời xin về như ra đó, chúng mắt những gì đã cảm ơn và thiết định cũng tôi nói xong. Trước công đức công tâm như vậy chúng tôi và đẹp tề trước công đức phải đoàn như vậy chúng tôi cũng thứ lớp từ một tên
chúng tôi rất cảm động khi được người Phật tử dẫn từ bí thư, dẫn từ các bạn là do sự chỉ dạy của ngài cũng không bao nhiêu đúng không? Quý vị là những thành công thành đắc đến từ tiền chờ từ tiền tiêu hôm nay cũng có chúng tôi có được chấp vật nhưng hôm nay chúng tôi rất cảm động thì chúng tôi xin đại diện những cái điều đó chánh hòa cũng lời cảm ơn và dâng lên ngôi tam bảo của mình nguyện cầu cho quý phật tử và gia đình luôn bình an để đón hào hoa của đức từ hồ thầy tô. Xin kính bạch quý ni trường, quý ni sư, chứng minh, cố vấn, phân ban ni giới tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa quý ni trường, ni sư, các hạ trưởng hiện diện hôm nay, thưa lệnh sư bà phó thường trực, chúng con xin có đôi lời với quý hành giả. Kính bạch đại chúng, chúng ta rất có hạnh phúc được có một vị thượng lão ni gần trăm tuổi đang hiện diện trước mặt chúng ta. Đó là một ân huệ rất lớn. Bây giờ quý ngài trưởng lão ni trong phân ban ni giới cũng chứng minh phân ban ni giới cũng lần lần về tây phương, còn ngài ngồi đó như một cái cột trụ cho chúng ta tưởng niệm. Và chúng con thấy cái bản báo cáo giờ Khánh Hòa rất là chi tiết, rất là giỏi. Và như vậy, nếu tất cả các tỉnh thành có những công việc Phật sự mà kiện toàn như vậy thì rất là hạnh phúc cho ni giới trung ương. Dạ, xin quý sư ngồi xuống. Dạ thưa quý ngài, con nhớ trong trong kinh Trường A Hàm, Phật du hành khi Thái tử Tất Đạt Đa đi vào một cửa thành về phía nam, đi về phương đông gặp một ông già, về phía nam gặp một người mình, về phía tây gặp một người chết, vào đi về hướng bắc thì gặp một vị sa môn. Ba cái cảnh khổ lực làm cho thái tử rất là đau lòng, nhưng đến khi gặp vị sa môn thì ngài có một cái ấn tượng rất sâu lắng và chính cái ý chí xuất trần đã nung đúc để cho ngài vượt thành sông Giang. Khi gặp một vị sa môn, thái tử hỏi đó là người gì? Quân hầu trả lời đó là một vị sa môn. Ngài hỏi sa môn là gì? Thì quân hầu trả lời sa môn là người xa lìa ân ái, xuất gia học đạo, chế ngự cả cách, không nhiễm mê ngoại dục, lòng thương xót hết thảy, gặp khó không phiền, gặp vui không mong, hay nhận như đất nên gọi là sa môn. Và từ cái hiện thực đó, từ những cái lời trả lời của quân hầu mà mấy ngàn năm sau chúng ta thấy là chúng ta có tiếp xúc lắm, được làm đệ tử Đức Phật, được an trú trong chánh pháp và nhất là được an cư thiệt thà mỗi năm ba tháng. Kính thưa quý ngài, chúng con mới có 78 tuổi nhưng mà vì địa điểm nó ẻ cổng tì cho nên đi được rất là khó khăn, cố gắng lắm chúng con mới đi được chuyến này. Cho nên chúng con thấy quý ngài còn mạnh khỏe, nhất là sư trưởng chúng con gần trăm tuổi là như vậy là rất là hạnh phúc. Và vì vậy cho nên mỗi năm mà chúng con đi cải cùi á, chúng con thăm mấy cái bệnh nhân phong cùi thì thấy họ cùng tay cùng chân và rất là khó khăn trong việc sinh hoạt, cho nên con biết bài hạnh phúc trong ta. Con xin đọc tổng tạng đại chúng. Nhìn lại mình có nhiều phước báo, đâu có vòng mong mỏi gì đây. Dù sao mình còn có hai tay để việc lăn nắm cầm cử động, rồi lại có đôi chân vững vàng nhưng mà yếu, để đi đây đi đó an toàn. Đôi mắt còn nhìn thấy rõ ràng, đôi phổi thở nhịp nhàng thông suốt, hai lỗ mũi hít ra vào chưa tịt, ôi trái tim mới thật nhiệm màu. Mỗi ngày qua rồi mỗi đêm thâu, tim vẫn đập điều hòa không ngớt, gan lá lách đại tràng đường ruột vẫn bình thường chưa có chuyện gì. Hạnh phúc này đầy đủ như ly, xin cảm tạ nhờ ghi tất cả.
lại có duyên sống đời thư thả, được tu hành học đạo sớm hôm. Phương báo này còn có gì hơn, dù của cải vàng muôn bạc ức, mà cơ thể ốm đau kiệt sức, tai không nghe, mắt không thấy mới buồn. Xin hướng về đặt lễ tri ân, ơn Tam Bảo, ơn mẹ cha đặc biệt, đã cho con tấm thân giả huyền để thực hành hành huyền lời tha. Vì huyền thân hành huyền sự là lời dạy của sư bà, giờ con thấy thật là trân quý. Biết bao người sống đời bình mì, không biết đem thân huyền thực hành. Phật dạy ở đời ai nghèo đến nỗi không có thân, có thân là có thể thực hành thiện sự. Mong cả bạn đừng nên do dự để một đời lụa cuộc trôi qua. Chúng ta nên mượn cảnh khổ ta bà để thực tập từ bi đại nguyện. Muốn được vậy, chúng ta nên tu luyện, rèn công phu hôn sớm thực hành. Bỏ ra ngoài những chuyện lời danh để dẫn bước thực hành Phật đạo. Đem lục đổ vào đời áp dụng để thăng hoa cuộc sống cho đời. Với tâm thành ghi lại mấy lời, mong tất cả mọi người cùng đồng sự. Xin gọi lại nơi đây trọn cả tâm tình của những người đang có mặt. Giới số lượng 389 gì. Bây giờ thưa Tông Đức, không đang đi giới trung ương, ngoài việc cúng dường này còn gửi đến trường hạ một phong thơ cúng dường, rồi sư Nhân Minh đặt cách các tỉnh miền Trung cũng cúng dường một phong thơ, sư gửi ra phong thơ và cả một lá thơ luôn, đó là ba chức năng nha. Rồi, cái này gửi là thiệt hại nghe đàng hoàng nha. Mời vui vẻ, cầu nguyện cho Nha Trang, Mỹ Cả vẫn luôn luôn dung chứa tình thương của mình bao la như Mỹ Cả đại vương đó nha. Rồi vui vẻ nha. Vui vẻ nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Một chuyến đi rất là dài cho những hành giả đang có mặt. Chúng tôi cũng phải suy nghĩ đắn đo lắm. Và bây giờ quý đại biết không? Ngồi trên bàn đây nó có ba vị đó. Bởi vì bữa nay, ngày hôm qua, ngày 21, năm cái đoàn công tác cùng phát xuất ba tỉnh. Quý sư đi miền Tây, quý sư đi miền Cao Nguyên, quý sư đi các tỉnh miền Đông, không quên. Thành đó chia sẻ, cứ mỗi quý sư gì đó, một trưởng đoàn, một quý sư lớn tập theo dài quý sư có mặt nữa. Và quý đất rồi. Bên cạnh đó thì cái đoàn của sư Như đó, phải nói là cũng báo cho sư Diệu Minh với sư Diệu Đàm cũng đồng cảm. Lần nào cái đoàn mình đi á thì cũng là không có nhiều người Phật tử đó, nhưng mà hiện thiệt lắm, số Phật tử chỉ có 5.000 công chúa ngồi đó đó, nhưng mà mỗi người còn một vài người ở nhà nữa, mỗi người đều góp số tiền mấy trăm triệu lắm, thì có bao nhiêu đó. Nhiều cái đoàn khác còn phải nói sư Như ơi, sư đáng là chia cho tụi em đi. Nhưng mà nào có chia, bởi vì nếu chia làm sao đang giải lại cho Nha Trang được, phải không? Cho nên ai có phước mới hưởng. Thế thì cái đoàn này đi có thể là hoành tráng nhất, phải nói thẳng hiện đó. Bởi vì vừa có này vừa có kia nhiều cái việc lắm, còn các đoàn khác đi thì hơi khó khăn hơn. Vấn đề cũng biết tình hình kinh tế chung Việt Nam, kinh tế quá cũng dập. Ở Nha Trang thành phố biển, nếu mà những ngày tháng ai có biết đó thì rất là khó khăn. Thành phố biển, thành phố du lịch, mà nếu nó không có khách du lịch, thành phố trở thành hoang vắng, nhiều hiu, và chúng ta trở thành cái túi rộng ra. Thế cho nên mấy tháng nay nha là Nha Trang phục hồi cũng rất mừng. Chúng ta cầu mong cho đất nước mình được bình yên, để cho mọi người được an yên trong cuộc sống và chư ni chúng ta thoải mái. Bởi bất can nghi thực, bất chức nghi y, viết nhục hình xu toàn mong đến thú, viết tự cải lòng, bất an nhìn mặt cho dịch, để giúp cho chúng ta có một chiếc đi dạng không đơn giản. Với số hành giả theo đăng ký thì gần 3.000 vị. Chúng tôi đóng ngay đó thì gần 3.000 vị. Và đồ chuẩn bị phong cơ đủ, gãi cũng đủ để đi từ đây rất tới Quảng Trị, thực dân đều được đầy đủ thực dân hết. Đó cũng là một cái ân huệ lớn nhất mà người phương chư Phật đã dành cho sư Như cũng như Minh trong thái đoàn đi được đầy đủ yên lành của mình.
đến cái tỉnh nào chúng tôi cũng mừng lắm, bởi vì chúng ta không gặp gỡ nhau hoài đâu, rất khó khăn. Chúng tôi có đi ngang đây nhé, thăm bất quá thì gặp cái trưởng thường ngoại lại như thôi, còn ngoài ra đành phải gặp hết chư ni. Một số chư ni ở dọc theo Ninh Hòa về cái chân cao chân đó, rất là nhiều chư ni được học từ trường của đi Điền Thị Hòa ra, và chúng tôi cũng không có dịp gặp. Gần đây chúng tôi nghe có một chư ni khiếm khuyết trên cuộc đời, chúng tôi cũng thấy nước mắt rất là thảm thương, bởi chư ni đó chưa có già mà phải ra đi với cái tuổi còn non quá, để lại một số đệ tử rất là chắc chiêu thầy đã đi trên con đường thân thang thật là giới cảnh nghiệp vàng, để lại bơ vơ nỗi buồn trống vắng cho hàng đệ tử. Thì chúng tôi cũng rất mong chư huynh đệ cùng người giới Dự An đó cố gắng đến thăm viếng và ủng hộ nâng cấp, đồng thời chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi thân văn nghĩa tỉnh để ý để chờ riêng cho cái ngôi chùa đó các em bé còn nhỏ quá, tạo điều kiện tốt để các em lớn mạnh giữa cuộc đời kẻ khổ phong ba. Thưa chị Tôn Đức, nói đến Nha Trang, nói đến Huế, nói đến một vài thành phố của miền Trung là chúng tôi thể hiện một cái đôi, một cái đôi, cho nên đi đâu đặc biệt Nha Trang, đặc biệt Huế lắm, Đà Nẵng cũng chơi dân và tất cả các nơi đó, bởi ngày xưa nó cũng là một cái đôi thật sự của công tác cho quý hiệu trưởng đi bộ tân. Cho nên ơn ngoài đó nhớ đến công đức của quý hiệu trưởng là chúng tôi không quên từng tất dây lần trong bữa ăn, lần trong giấc ngủ, hình bóng của sư bà luôn luôn đây, cũng là cái đại đó chúng tôi rất cảm động. Cứ mỗi lần ra mà đi được đến như vậy đặt cả một vấn đề cho chúng tôi trân quý, chúng tôi cầu nguyện cho năm đi ngày anh ở tại thế đó để mỗi năm đoàn được ra được gặp lại ngài. Thật sự rất công đức mà đại lão Lai Phương niệm Phật có phần đã thị triển như phương ngồi, chúng ta ngồi chỗ đây không ai biết được ngày qua, không ai giữ được mãi những gì tinh tú để địa cầu có được ánh trăng lên. Khi về đêm lấp lái giỏi quá thềm, ai nhớ được thời gian đang chạy, ai nhớ được. Bởi cuộc đời là nước xoáy qua cầu, nên thưa quý đệ, có những người ta bảo rằng cuộc đời này nó quá khổ. Khi chúng ta hát cái bài sống trên đời này, người giàu sang cũng như người giàu nhà có, trời đã ban cho, ta cảm ơn trời cuộc sống tương đang. Nhưng mà cũng có những người trong chúng ta cảm nhận cái nghèo của mình nó phải đầy mặc cảm, nó phải vươn lên. Cuộc sống chúng ta không phải mặc áo trang để đứng bên đường để khóc, mà chúng ta phải có cái gì đó. Cho nên chúng tôi lại khó nghe có những cái câu nói nó thẳng thẳng biện lại, thẳng biện lại những cái lời nói mà sống trên đời này nhà khổ đó. Thì người ta nói sống trên đời này người giàu sang khác hơn người nhà khó, phản biện nha, phản biện nha, phản biện vui thôi. Sống trên đời này người giàu sang khác hơn người nghèo khó. Nghèo khó nè, ăn rau ngon nè, ăn xôi nè, ăn chè ngon nè, ăn cháo ngon, nào có ăn cơm. Nghe chưa? Cái câu nào có ăn cơm là câu phản biện. Ta không ăn cơm mà chỉ có ăn một xíu, ăn phở, ăn những thứ ngon. Còn cơm ví dụ mua 15.000 ký nấu tao ăn thì nhầm nhò gì, ăn tô phở có 50.000. Nghèo thì ăn ra ngon nè, nè ăn phở nè, ăn chè ngon nè, nào có ăn cơm. Cảnh chưa, người nhà cảnh chưa, cảnh chứ. Còn nữa, đến khi nó chết, nhà giàu nó chết thì nó để lại đô la, còn mình nhà thì sao? Bây giờ hết cảnh rồi. Khi người giàu chết nó để lại đô la, còn người nghèo chết vì khổ quá nên tham chết cha. Chẳng được hơn, nhưng rồi không chẳng nữa, tiếp. Này ăn nhà cao, này chỉ nhà lớn. Rồi sáng nữa hỏi, này ăn nhà cao, này chỉ nhà lớn. Rồi hỏi chị, nhà chị thì sao? Nhưng mà rốt cuộc cái gì cũng không bằng nhà cao. Nhà mi có 5 tầng, nhà tao tới 18 tầng. Được chưa? Người nghèo chúng ta là thế đó. Còn có lúc chúng ta từ thấy mình phải vươn lên, chúng ta không dám chẳng, nhưng mà chúng ta phải biết thức từ mình bằng hai đôi chân.
bằng đôi mắt chúng ta có một biểu tượng nhìn xa hơn. Đôi mắt có quyết định tất cả mọi vấn đề, để đôi chân nó dẫn bước lên trên mọi nỗi. Từ ánh mắt, người ta bảo rằng quá trọng mắt. Ánh mắt nó cũng chuyện hết. Nhìn văn thiện cũng là ánh mắt, mà nhìn dữ dằn cũng là ánh mắt. Để rốt tình cảm yêu thương cũng là ánh mắt, mà hận thù cùng ánh mắt, vân vân và tất cả. Nói chung, từ ánh mắt nó dẫn lối cái tim, để tim đưa ra quyết định, đưa lên đầu óc não, từ phán quyết phải làm, và đôi bàn tay chúng ta phải thực hiện. Các chị ở đây chuyên đi, qua bản báo cáo rất là đa năng, nhiều việc có làm, ngày nào cũng có hết, giáo dục cũng có, tham gia vào cái gì đó nhà nước cũng có, rồi từ thiện thì cũng giỏi. Nói giỏi là nói theo cái tỉnh của Khánh Hòa. Bởi vì ngày qua, cái tỉnh Bình Thuận báo cáo 6 tháng thì cũng được 3 tỷ hơn. Nếu nói về Khánh Hòa, thì Bình Thuận và Khánh Hòa thì Khánh Hòa phải hơn Bình Thuận. Chứ đi Khánh Hòa đâu, Khánh Hòa mang tên một thành phố trầm hương. Vẻ đẹp của nó không thể ở nơi nào có được. Ở đây nó có biển, nó có trạm cao ranh, nó có những vị trí mà ở các tỉnh khác không thể có được. Thế cho nên số báo cáo đã chưa gần 3 tỷ thì cũng vẫn là một con số còn khiêm tốn. Chúng tôi rất mong thanh âm lắng nghe để báo cáo được việc thực. Chúng ta phải làm thế nào đó để xứng đáng với tinh thần phù sức gia giả, phát tốt chiêu phương, tâm hình di tục. Làm thế nào đó để cho chúng ta được ý niệm đó. Phật đàn đi ở trung ương chưa chịu công đức, không làm gì cả. Bởi vì nó là tầng trên, nó chỉ là quan hệ giấy tờ, nó chỉ là làm việc cùng với các bộ phận của giáo hội, để từ đó lan tỏa đến những thông báo cho các tỉnh thành. Còn làm được việc hay không là các tỉnh thành. Cho nên 63 tỉnh mà 57 tỉnh có mặt thì đó là sự nồng nhiệt nhất của Phân Ban. Bởi vì Phân Ban tỉnh nó có dân, Phân Ban tỉnh nó có thực lực, có đủ thứ hết, có con em của mình. Để từ đó mỗi tỉnh có một cái hướng của mình, cho con em đi học nè, cho con em làm thực sự, vân vân. Quý vị có thấy không, bậc đại lão của mình ngồi đó, các vị trưởng, hai vị trưởng của mình ngồi đó là phường cao. Hy vọng từng bước chân đi. Và nãy đại lão vị trưởng của chúng tôi có khen một cái gì như thế này, mà đại lão có nói rằng đó là một cái thành công của đại lão, không có làm đâu. Đại lão nói như vậy nhưng mà không có làm đâu đại lão. Đại lão cứ nghĩ rằng mọi công tác mà chuyển giao cho cái người trẻ, sợ nó làm không xong. Nhưng mà năm nay tỉnh Nha Trang chuyển giao công tác phân tranh giới trẻ. Các quý vị sẽ ở trong các bộ ngành đều trẻ, cho nên làm được nhiều việc mà nghị trưởng không ngờ. Thế thì bạch nghị trưởng đại lão của chúng con, ngài hiểu yên tâm. Ngài như một cái tre già. Thưa vấn đề, quý vị có thấy bụi tre không? Tre mà nó càng già, nó càng cao, nó hoạt vòng xuống. Còn mà măng thì nó mọc cứ cao lên. Cho nên tư tưởng của mình đang hoạt vòng xuống để nhìn là măng đang vươn lên. Thế này hôm nay tôi có đẹp, trẻ quá lãnh đạo, để thay thế đất của già. Chúng tôi cũng thế, cũng tôi năm, nếu được cũng ra lò cho các cái gì khác. Năm nay cũng có ý định là giao cho các chị bí sư trẻ đi. Nhưng bí sư cứ bảo rằng, con không có thịnh tài, con không có thương hiệu, nhiều cái con không có, trở thành một cái rỗng không, để cuối cùng những bà già này phải cất bước lên đường. Cho nên hiện giờ chúng tôi đang ở đây, nhưng mà như trưởng trưởng Văn Ban và Khương đang ở miền Tây, như trưởng đang có mặt. Mà hôm nay thứ vấn đề công tác nó buồn quá đi, vừa là đi Hàn Quốc về, nhân dân dân và tất cả mọi công chuyện gần như nó dập, nó dập kinh khủng luôn. Để cái đợt chúng tôi phải có mặt có bài đó, thành ra đến đây mà gặp được vấn đề tưởng chừng như là
một phần trăng sáng đang thanh minh. Cái câu nói kinh nhân bất cứu khổ thời nguyện, mà cái nguyện tầm kinh chiếu khổ nhân. Chúng tôi không biết ngày xưa như bộ bất tâm như thế nào, quý vị trưởng tiền bối hơn quý vị trưởng bấy nhiêu nữa, không biết như thế nào. Ngày ấy như tôi biết dân dân lắm, có hòa thượng Đổng Minh tăng sự có các bộ này một kia. Ngày ấy tăng sự chúng ta Nha Trang sẽ nói là đặc biệt. Nhưng bây giờ nhìn lại qua lịch sử đó, kinh nhân bất kiến cậu đặc biệt, những tiêu nguyệt là dành cho nhiệm vụ, chúng tôi luôn luôn hướng về các bậc trưởng thượng đi luôn. Cho nên lên chiến đâu có các bậc già, có các bậc đã nằm xuống trong cái tháp cũ riêng mà, thì chúng tôi là rất tôn kính, rất tôn kính, rất là trân trọng quý, bởi quý ngài là những người đã làm việc trong gian khổ. Hiện nay chúng tôi có gian khổ cỡ nào thì chúng tôi cũng là đâu có bằng với ngài đâu. Ngày xưa phải đi bộ, đi đường rừng, đi đường thủy, vân vân. Còn bây giờ chúng tôi đi xe được đầy đủ tự nhiên, dẹp cái đến, dẹp cái đến. Nhiều người còn chơi xe như đây nữa, hát cái tên như thế, vui vẻ lắm, cố gắng bằng mọi cách. Tuy nhiên bằng mọi cách như vậy thì cầu mong cho mỗi vấn đề có phúc ta, vấn đề đừng có ngại, mỗi người mình sẽ bàn tay ra có một phước báo riêng của mình. Từ vấn đề có phước báo đó, vấn đề mới rải lòng từ cho tinh thần mái chùa chắc cả hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tâm. Nếu như mình là trụ trì mình không có phước báo thì một con chè mình không nấu được cái người chết ăn thì phải chết. Cho nên phải cố gắng bằng mọi cách, mỗi chùa là mỗi trách nhiệm để làm cái nào đó chia sẻ đến mọi tầng lớp quần chúng đang ở quanh chùa. Tinh thần đó luôn luôn sẽ có mặt cho chị đi. Chúng tôi cũng rất cảm ơn tá tán nhiều chị đi trẻ hiện nay rất vượt bậc, giỏi, giỏi về thông tin, giỏi về ngôn ngữ và giỏi trên mọi điều kiện. Tuy nhiên có một vấn đề không giỏi, đố không thể biết là gì, cái nào không giỏi hết mà có cái không giỏi. Nha Trang có thấy cái không giỏi chưa? Cái nào cũng giỏi hết á, giáo dục giỏi nè, học vị cao nè, bằng cấp thạc sĩ có, tiến sĩ có, cái gì cũng giỏi có. Có phải đồng tiền có gì đã có xe riêng, có gì đã có một chuyện, nhưng mà có cái không giỏi. Không giỏi có nghĩa là cái gì? Cái tinh thần thẳng thắn đạo đức không bằng người xưa, phải nói như vậy. Bởi vì bây giờ nhiều thạc sĩ đang đứng trên cái đỉnh cao của học vấn đó, nhưng mà kêu làm những cái gì nhỏ thì không làm, máu chừng không biết làm, cái đừng nói là không làm, chỉ biết làm những cái chuyện ở trên trời, còn chuyện dưới đất thì xin thầy con chưa làm được. Thế cho nên tôi muốn nhận đào tạo con người, đào tạo thực dụng thì có người đó phải biết đủ mọi việc. Vấn đề có đồng ý hay không, sai đi thuyết pháp mô phật, vô bếp nấu cơm mô phật, sai bánh tét mô phật, sai đi mai y mô phật, cái gì cũng mô phật hết. Mà cái mô phật này thưa quý đệ, ngày xưa là sư Như đó, sư Như cái lúc mở từ Liên Nam là ai dám giữ mô phật hết, mà đặc biệt là quý thị trưởng, mà nhiều nhất là mấy thị trưởng miền Trung vô sư bà Dự Công thương lắm, sai gì cũng mô phật hết. Mà trong 10 cái mô phật đó sư Như chỉ biết có 3 cái, còn 7 cái không biết, mà cái nào cũng mô phật hết. Tại vì sao? Không dám trái định quý thị trưởng mô phật, lãnh sứ mạng làm cái nào không biết đi nhận. Ví dụ giờ cái bà nói mai dùng cho cái sư bà cái túi đi, khi có con xe này đi mô phật, có biết mai đâu, cũng chẳng biết đi, nhưng mà mô phật lãnh giải đi về kiếm cái chị nào biết mai. Chị đó mà chỉ làm chị nhận, chị ơi để em nấu cơm thì chị làm em đi, cái gì cũng không, cái chuyện nào cũng không dám lấy hết. Còn bây giờ đây á, phản biện trực tiếp, sai cái đạo làm thầy cô Phật thầy không, con làm được, con làm được. Bây giờ phản biện trực tiếp, mà phản biện trực tiếp như vậy đó có thể làm cho người lớn cao tim, đọc tim lắm nha. Mình người lớn là sai, phải đặt tin tưởng cho mình là chứ. Nếu mình làm không được mình nhận đi, mình nhờ người khác làm, còn không nữa đi ra ngoài mướn người ta làm, để cho nó được việc rồi mình giao cho người ta, dạ thế là ba mẹ con giao cái này cũng được.
xuống. Có khi nào từ năm nói giờ ở đây có ban giới tỉnh và càng cái trưởng Huệ Hương, có Huệ Hương như cần cái gì một Phật, một Phật giáo hội cần cái gì cũng một Phật, tùy theo cái đồng tiền khả năng của mình lường xét để mình có Phật. Bởi vì mỗi chúng ta là một con chim, nếu muốn cho giáo hội có mùa xuân, nhìn con chim đó là đông vô. Muốn cho Phật Ban Giới lớn mạnh, vì giới phải làm trường hợp. Và bây giờ, theo thống kê, 50.000 tăng ni trên cả nước, chuyên đi chiếm 28.000. Chuyên đi lúc nào cũng không chứ đánh hết. Chuyên đi hiện giờ là 28.000 xa trên 1. Thế thì chuyên đi quá đông. Mà chuyên đi cũng làm được việc. Nhiều nhất là một số chuyên đi ra tắt, nhất là ở Hà Tĩnh, ở Nghệ An, Thanh Hóa, ba cái nơi đó có rất nhiều chùa, mấy trăm ngôi chùa, mà bây giờ nó chỉ còn có tàn tích là cái nền thôi. Vậy mà năm nay năm rồi, mỗi nơi phục hồi được gần 20 ngôi chùa. Nhưng khi đi ra đó phải nói là đầu sóng ngọn gió rất khó khăn, vậy mà cố gắng làm được. Vì chúng tôi ra mặt tỉnh, chúng tôi cũng rất trân quý các vị sư cô. Miền Nam ra đất không yên ổn. Và kéo lắm, chúng ta mới có thuận chiều, thuận nghiệp. Thế thì hôm nay thương đệ, nơi này hãy đến ai đi. Sống thì như khói, chết thì như sương. Nơi làm dưỡng cái yêu thương, không than không diện, không nương tựa gì. Nơi này chẳng đến chẳng đi, mới hay bắt nhà tư niệm tâm công. Tâm công đã thấy cội nguồn, chúc thân bèo bọt muôn dòng suối hoa. Về nơi ấy cõi tan vàng với hương muôn vợ mà phá lối hiện về. Lúc bây giờ nghe trong số phận linh hồn cung đàn bất nghị dòng dần dấu âm, nhớ nghe đưa tay nắm tắt để cầm thì trong tay chút khói sương trầm trầm tay. Hốt nhiên được thấy muôn vàng rừng tay cổ động thu ngàn vượt qua. Lúc bây giờ mình thấy đến tuổi dài tuổi già, thấy từ thục nữ mà thấy cô ăn mài, thấy từ chim cá lá cây, nụ cười thân tình chợ đầy thế gian. Thương đẹp nụ cười thân tình chợ đầy thế gian, cả đời thơ đó chỉ có một câu thôi. Nụ cười thân tình chợ đầy thế gian là vấn đề của con tinh hành các điều dạy của các bậc tôn trưởng. Cái ngài dạy cái gì cũng mô phạm là nụ cười thôi, là có nụ cười. Còn cái gì phản biện trực tiếp thì nụ cười đã có được. Cho nên nụ cười thân tình sẽ làm cho tâm cái gì quát ngột, thoáng mát và trở nên một người đệ tử rất hiền lương ngoan ngoãn. Quý vị phải lắm nghe, ngày xưa các quý vị người ta dạy đệ tử khó lắm, không phải như giờ đâu. Một năm hình như là họ nuôi chỉ có một hai người đệ tử. Các quý vị có thấy một hiền sư đó có đệ tử rất giỏi, người đã học giỏi thông minh tỉnh đạt, đỗ được bằng cấp cao, hai thầy trò ở trên núi. Lúc bây giờ người thầy trò này, một trò này mới lớn thưa thầy, thầy ơi, có thể con xuống núi để quan sát được rồi, thầy cho con đi. Ông thầy mỉm cười hỏi, này con, khi hồi nãy con đến phòng thầy đó, con để cái đôi dép con đặt trên bên nào trước vậy con, bên phải hay bên trái? Người thầy tự không trả lời được, không quên, không biết hồi nãy mình đặt bên phải bên trái. Thôi rồi, con ơi không được đâu. Con yên tâm ở đại học 3 năm nữa nha con. 3 năm nữa, 3 năm sau cũng xin thầy đi xuống núi. Lần này trời mưa, mang cái dù vô phòng thầy. Thầy cũng hỏi tao vậy, con ơi, hồi nãy con vô phòng thầy, con để cái dù bên cửa phải hay cửa trái? Cũng quên mất tiêu rồi, không nhớ. Thế là học thêm 3 năm nữa. Lần sau chấm cây gậy, bây giờ rồi, phải không? Ba năm là 9 năm nữa, chấm cây gậy. Thầy cũng hỏi cái từ như vậy, không biết trả lời xác định như thế nào. Thầy nói thôi con học trò thêm 3 năm, học đủ 3 năm là 9 năm. 9 năm mới gọi là xuống núi lần qua. Như vậy, ông thầy đó ông suy nghĩ, cái người đệ tử làm một việc gì phải để ý. Tụi con đa số là không để ý, muốn để ý tư lương thì suy nghĩ việc làm nào nó cũng thành công. Ta biết trước thì sao, việc nào phải làm trước, việc nào phải mới đến, đồng tiền có như thế nào và chúng ta làm được như thế nào. Đồng ý, trên luôn công tác thật sự. Cái gì mà theo kết quá không làm được, theo kết quá không làm được,
mà gần như theo biết nó không đi liền với phước đó, có được tài giải không? Cho nên cái gì cũng ngắn. Ta không phải là những người có phước như các bậc tưởng tượng, cấm cái này ở đâu phước lên là có giàu là theo đó. Nhưng chắc chắn vấn đề phải là những người có đang ăn. Để từ đó mình thấy cho cũng không phải là bác kéo tiền mà ra làm gốc hết một thời đó rồi. Cái gì cũng không trở thành những người quá ư là khó khăn. Xin chân thành chia sẻ bao nhiêu đó, kính chúc đến các thầy chủ trưởng, các thông đa biên giới tỉnh thì đang có mặt lời viện cầu mà cầu mong cho thông đa biên giới tỉnh sẽ cố gắng dựng một ơn để Quán Lâm đúng như là nói và Thanh Lâm đại Phật cho con quốc tất cả con đi để con có bao nhiêu là con được hết anh em chắc chắn thì thôi nha, cố gắng nha, vui vẻ nha. Rồi đến chủ tiên đi không có mặt không có nhiều chúc tất cả an lạc anh em đại Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của mùa an cư kiết hạ, hòa trong niềm vui chung của những người con Phật, trước sự hiện diện tôn kính của quý ngài, chúng con xin đầu thành đảnh lễ kính dâng đôi lời cảm niệm tri ân. Ngưỡng bạch quý ngài, thật hạnh phúc biết bao, cho dù đã đảm nhận trên đôi vai nhiều Phật sự, nhưng để cho Phật pháp hưng sùng, tâm già định thịnh, quý ni trưởng không quản ngài tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, nhưng vì lòng bi mẫn đã chứng tích Quan Âm đến Hà Trường để thăm và chỉ dạy cho đàn hầu học chúng con những lời vàng ngọc. Chúng con xin thành kính đảnh lễ niềm ơn quý vị trưởng. Kính bạch chư tôn đức, chúng con nghĩ rằng cha mẹ là người cho chúng con hành hài, nuôi chúng con khôn lớn. Thầy tổ là người hướng dẫn đi trên con đường đạo, nuôi lớn chúng con bằng cương thiền pháp sự sửa pháp. Và một lần nữa, chúng con được sinh ra từ biển cả pháp giới thanh tịnh hòa hợp của năm già. Nhờ viên lần này mà hôm nay chúng con được tiếp nhận những tư tưởng từ chư tôn đức. Chúng con nguyện tinh tấn đạo nghiệp, bởi vì tu có học mới rạng lời chánh pháp, học có tu mới là lời đạo ích đời. Chúng con cũng không quên thành kính đảnh lễ niệm ơn trưởng lão hòa thượng Thường Lưu Hạ Phương, ni trưởng Thường Huệ Hạ Như, ni trưởng Thường Diệu Hạ Nguyện và quý ni trưởng. Quý ngài là những bậc ni đã từng góp phần lo cho ni chúng thắng hòa. Giờ này dù tuổi đau sức yếu, nhưng về lòng thương tượng đàm hầu học, vì tâm quyền ương mầm Phật Pháp cho thế hệ ni trẻ, mà quý ni trưởng chẳng từ mệt nhọc, vẫn luôn quan tâm nhắc nhở động viên, khích lệ sắp tấn chúng con tu tập và hành đạo nên cả có mặt hôm nay. Chúng con nguyện tu tập nói theo những gương lành hành quý của quý ni trưởng, đối trước thân tình của quý ni trưởng, biết lấy chi đền đáp cho ơn. Chúng con xin thay mặt ban tổ chức toàn thể ni chư ni Hạ Trường thành kính dâng lên tấm lòng tưởng niệm chân thành nhất, cưỡng nguyện hồng ân chư Phật gia hộ quý ni trưởng, chư tôn đức ni pháp thể thích an, phước thọ miên trường, mãi mãi là ngọn đèn sáng soi đường chỉ lối cho chúng con và chúng sanh trên bước đường hoằng dương chánh pháp lời lạc quần sanh. Vì thời gian đâu có khi nào chiều hướng đầu lại, để cho chúng con được giữ bên mình hình bóng thân thương. Bởi thế hôm nay chúng con mượn hương hoa nói thay lời kính ngưỡng chân chư tôn thương tượng chúc tâm thành, cầu quý ngài pháp thể phải xương minh,
cho hậu tấn cùng chúng sanh lương đức. Trên tinh thần báo Phật ân đức, chúng con là phân ban mới thành lập, còn non dài, thiếu nhiều kinh nghiệm, nhiều sai sót, kính xin quý ngài hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Chúng tôi xin cảm tạ quý vị trong ban truyền thông, ban báo chí, đài truyền hình đã phổ biến cơ tin cho buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý Phật tử với lòng chí thành chí kính, cúng dường tịnh tài tịnh vật để trợ duyên cho chư ni tu tập. Chúng tôi xin tán tán công đức này nguyện hồi hướng lên Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm cho quý vị và toàn thể gia quyến vô lượng an lạc và sự cát tường. Trong buổi lễ Phật biết đó có điều chi sơ sót, ngưỡng mong quý ngài và quý vị từ bi lượng thứ. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con